Xin chào quý vị anh chị và bạn, hôm nay chúng tôi làm một video hướng dẫn cách chỉnh vang số AP5200A. Hiện tại thì vang số của mình đang được kết nối với máy tính. Bây giờ mình sẽ bật phần mềm lên. Mình tắt kết nối đi. Mình sẽ kết nối lại cho các bạn. Đây, click vào đây thì chúng ta sẽ kết nối. Khi đèn báo màu đỏ là chúng ta máy tính đã kết nối vang số. Mật khẩu kết nối là vang số là 18. Trước mặt quý vị anh chị và bạn, đây chính là giao diện của phần mềm chỉnh vang số AP5200 mã trên máy tính. Thì sau khi chúng ta đã kết nối thành công thì chúng ta bắt tay vào việc chỉnh vang số này. Đầu tiên đó chính là music, phần nhạc. Phần nhạc thì chúng ta có thể thấy rằng phần nhạc cho phép chúng ta chỉnh 13 băng tần. Thì chúng ta tùy vào các cái dòng loa mà chúng ta đang sử dụng, chúng ta có thể chỉnh cho sao cho các cái dải bass tép cho phù hợp với cái ngưỡng chịu đựng của loa, sao cho tiếng nhạc ra là căng chắc mạnh, đối với tiếng bass là căng chắc mạnh, tiếng chép thì sáng rõ, tiếng trung thì mềm mại. Tiếp đến thì chúng ta chỉnh đến phần mic. Phần mic thì ở đây cũng có chia ra là 13 băng tần khác nhau. Thì chúng ta cũng dựa vào cái mic mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ chỉnh sao cho các dải trầm. Đây là các dải trầm. Dải trầm của mic là từ 20 cho đến 200 kHz. Dải trung từ 200 đến 2K. Và dải cao thì từ 2K cho đến 2000K, 20.000K. Chúng ta có thể chỉnh sao cho tiếng trầm không được bị ù, dải trung thì không quá khô, dải cao thì sáng và sao cho tiếng hát nhẹ. Đây mình chỉ chỉnh tương đối thôi, còn tùy theo dòng mic mà các bạn đang dùng. Tiếp đến là phần effect. Phần effect thì trong vang số thì chúng ta đã chỉnh hiệu chỉnh được hai phần cơ bản, đó chính là phần reverb là tiếng vọng và phần echo là tiếng vang. Trong phần reverb thì chúng ta có các phần chỉnh direct, chỉnh pre-delay, chỉnh reverb, hi-dam và volume tổng của phần reverb. Tiếp đến là phần echo. Phần echo thì ta cũng có phần direct. Direct này thì chúng ta cần nếu mà chúng ta cần rõ tiếng thì chúng ta sẽ tăng cao, và nếu mà chúng ta không muốn tiếng echo rõ và chúng ta cần nó mềm mại đi một chút, chúng ta giảm bớt đi một chút để volume của echo, tùy theo phòng mà chúng ta để cái ngưỡng này nó to nhỏ khác nhau. Tiếp theo là nút cái cần chỉnh delay, độ trễ của tiếng vang, trễ bên nó phải và trễ bên nó trái. Tiếp đến là các pre-delay. Có khoảng thời gian này chúng ta cũng để một cái phù hợp. Tiếp theo là độ lặp, lặp của tiếng vang. Đây, chúng ta sẽ chỉnh một cách tương đối, còn tùy thuộc vào phòng và loa của các bạn đang sử dụng, sau đó chúng ta chỉnh một cách hợp lý, sau đó tiếng nhạc, tiếng vang và tiếng mic hòa quyện với nhau để chúng ta có thể chất âm hoàn hảo nhất. Tiếp đến là phần chỉnh main. Main thì ta có bên trái và bên phải. Main thì trong phần này ta có thể chỉnh mic và music. Thường thường mic chúng ta sẽ để lớn hơn music. Tương tự với các bên phải. Nếu chúng ta có thêm loa trung tâm, loa cancel thì chúng ta có thể can thiệp vào phần loa cancel, và đặc biệt loa sub. Loa sub, đối với loa sub thì chúng ta cần chỉnh cho nó hợp lý hơn. Thường nếu phòng hát karaoke chuyên nghiệp thì chúng ta thường dùng sub hơi. Sub hơi thì chúng ta buộc phải căn chỉnh, cắt giải phần một cách chính xác thì có thể tiếng nhạc từ tiếng sub có thể hay được. Đó, xong chúng ta sẽ điều chỉnh các giải tần trên đây sao cho tiếng sub không bị ù, không bè mà phải căng chắc gọn.
tương tự như đối phần surround, nó surround thì chúng ta cũng có các cái phần hiệu chỉnh về âm lượng của mic, âm lượng của nhạc, phần được delay độ trễ. Tiếp đến là cũng là surround bên phải, cũng tương tự như surround bên trái. Tiếp tục chúng ta sẽ hàng bên trên thì là input, chọn nhạc nguồn nhạc đầu vào. Thường thường chúng ta có thể đối với đầu cứng, thường chúng ta có thể để auto, hoặc chúng ta có thể chọn chính xác các loại đầu như đầu đĩa DVD, đầu đầu cứng VOD, đầu định dạng BGM. Đối với feedback thì đối với van số K1002 là mã này thì có 4 chế độ feedback. Chúng ta có thể chế độ feedback 1, 2, feedback 3, feedback 4. Thường thường chúng ta để chế độ feedback 2 và feedback 3. Phần loa này thì chúng ta sẽ gọi các cấu hình mà chúng ta đã chỉnh từ trước vào. Sau khi chỉnh xong thì chúng ta lưu vào, ấn save, chọn một cấu hình để lưu, chọn OK. Phần import là chúng ta sẽ xuất các cái cấu hình của chúng ta đưa cấu hình của chúng ta vào. Import là chúng ta xuất các cấu hình của chúng ta ra máy tính. Tiếp theo là phần chỉnh setting. Phần chỉnh setting thì cho phép chúng ta chỉnh phần effect max volume, có nghĩa là cái ngưỡng volume max, và mic max volume là cái âm lượng mic max, và music max volume cũng là âm lượng lớn nhất mà music đã đạt được. Chúng ta đặt ngưỡng ở đây. Effect start volume là cái âm lượng bắt đầu khi chúng ta khởi động van số lên. Đây chúng ta cần chỉnh sao cho nó phù hợp nhất có thể. Và cuối cùng là chúng ta thoát ra. Bên dưới này là các phần chỉnh âm lượng tổng của effect, âm lượng tổng của mic và âm lượng tổng của nhạc. Thì hoàn toàn đơn giản, chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh với các bước như vậy. Chúng ta có thể với các cái cơ bản như thế, chúng ta có thể hiệu chỉnh được con vang số AP1000 này một cách chính xác cho phòng hát karaoke gia đình mình. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh vang số AP1000 cơ bản. Hy vọng sẽ giúp phần nào cho các bạn trong việc setup và cài đặt cho bộ dàn phòng hát hay dàn karaoke gia đình của mình khi sử dụng vang số AP1000. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì có thể like và share và ấn nút đăng ký để cho chúng tôi có thể có thêm động lực làm cho các bạn các cái video hấp dẫn hơn. Và mọi thắc mắc về vang số cũng như cách căn chỉnh, các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Và xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái bên bộ dàn hát karaoke gia đình của mình với chiếc vang số AP1000 hai mã.